Sao? Chị bị người ta phố rồi, người ta đòi đánh chị. Các Toàn sự. Ơi. Ơi. Bị sao nói rồi Thỏ? Trời ơi, mít lên nhỏ ơi. Xem ghê chạy. Alo, sao nãy Sao? giờ chị không mic Ủa? Sao nãy giờ em ghê chị? tay chị lạnh quá, chị sợ lắm. Hả? Em Làm sợ. gì Ai lại trời? ai lại Ai làm gì chị? Ai làm gì chị? Ta bị gì trời? sợ mấy đứa đang ở chỗ đông người hay là ít người hả? Ít người chị ơi, Ai ai dám làm gì bả mà. chị có muốn vô phòng ngủ chung với em What không? Chị cũng muốn lắm nhưng mà làm sao để qua được giờ sáng. Ủa nhưng mà sao đấy, thế này các tác biết rồi. Tự nhiên là chị nào mà nói chuyện kỳ vậy trời. Tự quay nhau đó mà ta. Cái thường giọng thường quay là nhau sao mọi người. thường thường là bảo bọc mít đầu tiên mọi người. Thường thường quay nhau tem luôn á. Chết chị rồi, kiểu này là coi như là không về quan Tết được luôn rồi. Con biết bây giờ mẹ chưa tin con Là sao? Là sao? Khó hiểu. Gì đấy? Em không hiểu, em không hiểu. Gì thôi? Chuyện gì nói coi, chuyện gì? Sợ quá à, nói được. Đúng kiểu Cái lúc gì? nào vậy á. Chị cứ việc nói đi. Tự nhiên sợ. Lạnh lạnh run quá không hay là gì? Lạnh run quá không? Là nuôi đem không? Chắc lạnh run rồi. Chị sợ ma hay gì? Đúng rồi, chị sợ ma đúng không? Đã gì sợ ma thì sợ gì? Hay là chị hả? Sợ ma chắc rồi mọi người ơi. Hay là chị sợ em thật chị? Gì vậy? Tại gì? Trời ơi, không phải, mấy đứa nói gì vậy? Chị Cái sợ gì? này còn hơn cả sợ Chị sợ ma sợ. nữa. À vậy sao quỷ? Không Không. phải. Yêu tên đúng không? Không, mấy đứa Ủa? đừng đừng nói vậy nữa, không phải đâu. Cái này Yêu là ý. sợ mà cái đó sợ, cái đó thì khác, nhưng mà cái này thì Từ chết vậy thôi với con người thôi. Đập. Dạ, con rồi chị ơi. Từ đây em xuống vậy. Ghê. Chị giết Chào rồi. mọi người. Mọi Không, người. nhưng mà phải có chuyện gì chứ. Ngoài còn chơi. Rồi lên lên lên. Ghét mọi người. Con người nó kìa mọi người. Trời. Mẹ nó mọi bắn người. cỏ ta. Cố đi, cố đi. Sao? Nói rồi Thỏ chuyện gì? Chị không biết chị có nên nói không, nhưng mà chị chắc là ngày mai chị sẽ không gặp được lại mấy đứa nữa rồi. Trời trời, nói gì tào lao vậy Thỏ? Là sao? Chuyện gì? Nó tò mò mọi người, lo nữa. Chuyện gì vậy? Đây coi như là buổi game cuối cùng chơi với mấy đứa. Vậy? Nói gì vậy? Chị nói gì vậy? Chị nói thiệt á. Anh nói nghiêm túc, đéo đùa đâu. Tại sao? Chị đang suy Sao nói nghĩ nãy nghe giờ luôn thôi. á. Bây giờ chị bỏ em đúng không? Không, chị không muốn một mấy đứa, nhưng mà cái này là bắt buộc. Chị không còn gặp mấy đứa nữa. Sao gặp? Sao vậy? Là Sao? chị bị người ta phố rồi, người ta đòi đánh chị. Các Toàn sự. kiểu Cái gì? ai Đứa vậy, nào? Ai vậy? đứa Đứa nào nào vậy? gan vậy, đứa đứa nào gan vậy, ai mà biết được. Đứa nào chị nói? Chị nói em coi. Chị không Đứa biết, chị không biết nó là ai luôn, nhưng mà nó đăng bài nó phốt chị là bởi vì chị là idol mà chị kiểu như là chảnh rồi, không chịu chơi với nó cái kiểu. Đứa nào nói chảnh trời, Ơi đứa nào ơi vậy? ơi má thân thiện dễ thương vậy luôn á mọi người. Mọi người để em. Đứa nào nói chị nói em cầm cây katana em chém nào nói cho. Quá chuẩn luôn. Tự nhiên cái thằng nào gan với trời dám làm. Nhiều khi á làm idol cũng khổ Trời lắm ơi, luôn sao á. em nữa rồi. Chán. Nhưng mà nó ai mới được chứ. Cậu nói là ai, thằng nào Mà cũng được. chị
kiểu như là nó gan e gan à, gan gì ta gan ăn thích ở với chị á. Rồi xong rồi cái nó phốt chị rồi nó biết chỗ chị ở luôn, nó đòi qua luôn, rồi qua đánh kêu người đánh rồi các kiểu. Okay. Mấy thằng nào đi giang hồ vậy? Biết nào qua đốt nhà luôn. Đốt nhà nó. Để em cầm cây katana em chém đầu nó cho à. Ghê. Mấy thằng này thằng gà con. Mà chị đâu có làm gì đó đâu đúng không? Chị không làm gì luôn, kiểu như là nó vậy đó. Trời. Má tụi bay gục xuống mọi người ơi. Đây. Giờ chị cũng không biết sao luôn. Trời nữa. Rồi giờ chị tính sao? Chẳng lẽ giờ ở trong nhà núp quà với lại ngày mai chị còn phải phải nhiều thứ để làm. Nhưng mà phải tính chứ. Nói gì chị? Chị đừng có sợ, có gì còn tụi em mà, đừng sợ. Tụi em lo được, chị tin tụi em đi. Bạn tin rồi. Chị không biết làm sao luôn, nhưng mà nếu mà có bị gì thì mấy đứa nhỏ đừng có quên chị nha. Đừng có nói vậy. Ơi, chị nói gì kỳ vậy? Đứa nào dám. Mà hỏi thiệt này, chị Thỏ nói thiệt hay giỡn vậy? Chị nói thiệt á, mấy đứa không thấy bài phốt à? Không, chị em có xe nhưng mà em có xe, em có thấy nhưng mà em không có đọc kỹ. Nhưng mà hồi nãy em có xe em. Nhưng mà em đâu, em tưởng là giỡn thôi. Bố mày nhọt với mày đấy à? Hay. Thiệt đó mấy đứa hà, hồi nãy livestream rồi nó lên nó chửi chị rồi xong mấy fan chị đó, nó biết vậy đó. Rồi xong nó ao ra hết luôn. Không có ai bên chị luôn. Oh my god. Ôi, chị lo còn trời. Còn tụi em mà. Chị không biết sao luôn. Nhưng mà chị nói thiệt đúng không? Chị nói thiệt. Sao rồi, có tiền bảo vệ chị à? Trên game bảo ngoài đời em đều lo được, chị yên tâm. Nhưng mà mấy đứa có ở gần chị đâu? Em bắt xe lên, đúng không? Đúng mọi người. Em cũng muốn đúng rồi. Em cũng muốn lắm mà tại vì em còn phải đi làm nữa, em không lên được. Ôi trời ơi. Mà sao không sao? Mà không lúc chị chị cứ cần thì chị cứ alo em. Cảm ơn mấy đứa nha. Một tí mà em lên tới. Có gì đâu. Trời ơi, chị em chơi chung đó giờ mà. Cũng đọc cái bài phốt mà em không có nhìn rõ nó tên cái tên của ai. Giờ không biết sao luôn. Nó nói là 7 giờ sáng hay là cái gì 7 giờ tối chị cũng không để ý nữa. Nó nhắn tin chị, nó spam chị quá trời luôn. Rồi nó nói là mày với tụi fan mày gì này kia các kiểu. Idol nó tiếng mà chảnh này kia nữa mà. Buồn lắm anh ơi, em xót thương cho phận mình. Đó, đó là nỗi khổ chị khi làm idol đó các em ạ. À. Chị với Hương vậy luôn á. Em quẹo này chứ, biết nói đâu em đập đầu luôn á. Chị yên tâm chị, cái chuyện quýnh lộn là chuyện em giỏi nhất. Chị hay tin tay em không? Nó đấm đấm dễ không? Chị đừng có đùa nha em muốn chơi chị. Lúc trước nha, tôi bị một bố một lần rồi nhớ không anh Boss? nhưng mà nghe giọng vậy chắc biết là thật rồi. Sao mày ngu thế hả? Chuyện này đùa là không vui đâu chị. Nếu mà chị nói cái đó là sự thật thì sao? Xạo chó, xạo chó. Em buồn. Em buồn sao? Mà chị Thỏ, chị đưa Facebook của nó ra đây. Em lên em hack nick nó, em post nó luôn cho chị coi. Thật á? Em tá tôi lên cộng đồng. Em cho nó hot nhất ngày mai luôn. Đúng rồi, tụi em sẽ share bài viết post nó cho nó hot ơi hot luôn. Em cho nó lên đồng luôn. Cho nó chừa cái tội. Cho chừa. Hở cái đi phát. Xong rồi lúc đó chị kêu fan gì vô chửi nó. Một người tên chửi không mà. Em hacker số 1 Việt Nam. Facebook là đẳng cấp luôn. Cảm ơn mấy đứa nhiều nha, nhưng mà cái mấy em nghĩ coi ai dám đụng đến chị. Ai dám đụng được. Em nghĩ. Cái gì vậy trời? Em đúng không? Tụi em đúng không? Bữa nay tụi bay một lần. Mọi người
Đây là biết bắt to vậy luôn á mọi người. Mấy đứa nghĩ coi, nghĩ sao ai dám đụng được chị, ai dám phốt được chị, đúng không? Ghê, ghê. Chị đâu có làm gì đâu, chị đâu có làm gì đâu, chị đâu có gây cái phốt, gây cái drama gì đâu mà người ta phải phốt chị, đúng không? Chị sống tốt mà. Tại vì chị nói giống thật quá mà. Trời ơi. Thật quá thì em, tụi em tin thiệt luôn á. Bạn nói không có một, không hề có một từ giá trân luôn á mọi người. Kiểu kiểu gì? Giọng của bà nghe được tin giả trân chút nào tôi chết liền á. Trời là trời. Mình cứ tưởng thật. Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm chị nha. Có gì đâu. Ok. Có gì đâu chị em à. Bye bye mọi người nha, mọi người ngủ ngon nha.